gì bây giờ này, đây này, đây. Thì cách đọc data sheet thì mình đã thấy này, VDS là 500 V, thì đáp cực D là, thì đáp ID là, à, quên, dòng điện ID là 50 A, VGS là cộng trừ 30 V, dòng xung của nó là đến 200 A. Đấy, từ công suất, từ cái dọa điện áp và dòng điện thì mình có được cái PD 500 W. Thì mình sẽ quan tâm đến những cái thông số này, VDS này, ID này, VGS này. Điền vào CESS, đo dưới chân, đo tủ dưới chân GS đấy, chân GS, chân S là điền, là điền dung đầu vào, điền dung đầu ra, COSS dung đầu ra. Đây. Thì điền dung này nó liên quan đến cái trường dốc mở dung, mở xung con phép. Nếu mà cái này lớn thì sườn nó bị quải. Rồi đến teon và teop này. Thêm cô. Đây. Bây giờ như mình không tìm được con này chẳng hạn, thì rồi mình tìm con phép khác. Đây, ví dụ như con này thì nó dư yêu cầu luôn, ví dụ như là áp là bằng dòng ID 88 A lớn hơn 50 A, 50 A lớn hơn. Đấy, thấy được. VGS cộng trừ 30, ok. Rồi CISS 120, 12.000 pico-farad. Đấy, thằng kia nhỏ hơn, 9.000, này nhỏ hơn, hơi dài hơn. Rồi RDS on, với VGS 10 V, IC 445 A, về RDS on xem nhé. Đây 0,085. 0,038, thằng này còn nhỏ hơn, con này tốt hơn. Rồi Teon 17 nano giây, Teon đâu đây, Teon 15 nano giây. À, con này on tốt hơn đấy, cho con này do cái tu đầu vào nó nhỏ hơn, cái on nhỏ hơn xíu, có thay được. Rồi xem con này nhá, kiểu chân giống nhau này, SOT 227, các thông số xem nào, điện áp là 500 V này, VGS cộng 30 này, cộng trừ 30, ID 90 A, dòng xung 200 A, RDS on, đây RDS on 0,049 này. Đấy, con này ngon, con này cũng ngon đấy. Rồi CISS